công nhận của người phụ nữ. Khen đàn ông nam tính, khen đàn ông biết kiếm tiền, khen đàn ông ăn mặc đẹp. Khi may mắn khi ở bên cạnh anh ấy, mình là người phụ nữ may mắn. Đa phần các chị đều nói ngược lại, có nghĩa là nếu mà anh là người khác thì em đã hạnh phúc lắm rồi. Tại vì anh đã sai trong việc đó mà khiến em như vậy. Rất nhiều người chị phụ nữ mà khi chưa học cái lớp coach ấy, thì sẽ nói như vậy, có nghĩa là tại vì anh, chứ nếu mà anh là người khác thì em đã hạnh phúc. Nhưng mà khi mà bạn học lớp coach rồi, bạn sẽ nói ngược lại là em rất may mắn khi có anh trong cuộc đời. Thì cái người đó nó sẽ nhảy vào lửa, vào dầu sôi lửa bỏng, sẽ đi kiếm tiền về cho bạn, làm mọi thứ cho bạn. Cái người đàn ông mà bạn nói cái câu đó đó. Cho nên có hai sự khác biệt. Bạn cũng là vì lời nói thôi, vì lời nói thôi. Bạn đổ lỗi cho người ta, bạn không được gì hết. Nhưng mà bạn công nhận người khác, bạn sẽ có tất cả. Công nhận mà càng tinh tế thì càng chết. Mà các anh đó mà càng cao là phải công nhận là phải càng tinh tế. Chứ không lồ lộ quá thì cả hai đều mất mặt. Nếu mà mình khen anh ta lồ lộ quá, anh ta mất mặt mà mình cũng mất mặt nữa mà. Cho nên là các bạn phải cố gắng.